Các bạn có thấy cái sự khác biệt trên tay giữa iPhone 16 Pro Max mình đang ở bên trái và bên phải không? Đây là cái phiên bản được customize, được tùy biến riêng dành cho những người dùng có tiền, với phối màu đó chính là xanh lục bảo, anh em để ý nha. Tất cả các phím bấm, logo táo thì đều được nạm vàng 18K. Con này 175 triệu. Em này, tôi mua đầu tiên sớm chỉ khoảng 45 triệu thôi. Cái con Titan sa mạc này thì ai cũng có, nhưng mà con này thì đâu phải ai cũng có đúng không? Số lượng giới hạn nha, 66 con và đây là con thứ 36. Và nếu các bạn so sánh với cả phiên bản Titan sa mạc nhá, thì tôi thấy là con này được nạm và được thay toàn bộ mặt lưng từ cái phần G cụm camera này, anh em thấy không? Đấy, thế nên là cảm giác nó sẽ nặng hơn một xíu so với cả con 16 Pro Max thông thường. Còn về các tính năng thì xin phép anh em thôi, không được kích hoạt lên, nhưng mà về cơ bản là nó cũng sẽ giống y hệt nhau thôi. Nhưng có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý, năm nay với phím camera control ấy, các bên như là kiểu G-Ace, các bên tùy biến sẽ không thể nào custom được cái phím này theo màu của khung máy, nó sẽ là cái màu đen. Và với cái màu đen này thì tôi đoán luôn, mạnh dạn đoán luôn là cái con này sẽ là cái con phiên bản màu đen nguyên thủy. Đấy, chẳng qua là họ thay thế, họ thay cái mặt lưng, họ nạm thêm các chi tiết vào để cho chúng ta có cái sự khác biệt thôi. Và phiên bản tôi đang có đây thì là phiên bản xanh lục bảo, có certificate, giấy chứng nhận các thứ. Đấy. Và dĩ nhiên là mua bên trong có củ sạc đi kèm. Đấy, không giống như cái phiên bản 45 triệu tôi mua. Thứ mà các bạn cần phải lưu ý đây nhá, là tất cả những cái phiên bản này không phải là hàng sách tay mà là hàng chính hãng V&A. 512GB có đầy đủ bảo hành các thứ cho anh em. Có bảo hành không anh nhỉ? Có, 13 tháng luôn. Nhưng mà đến từ đơn vị GSA thôi đúng không? Đấy, còn Apple thì chịu nhá.